Đây là tay đua Mai Nguyễn Hưng mang số đeo số 5 của bảo vệ thực vật Sài Gòn 1, người đã giành 3 điểm đầu tiên trên đỉnh đèo ngang dành cho vua leo núi. Còn đây là tay đua áo vàng Bùi Minh Thụy của ADC truyền hình Vĩnh Long. Chúng ta thấy Bùi Minh Thụy đang bám sát tay đua số 80 Tu Khanh Gai của Mông Cổ, người đang chỉ thua anh 2 giây và từ đây về đến đích tại thị xã Đồng Hới còn 70 km. Hiện nay thời tiết đang khá nóng, trên 35 độ C, do vậy đây sẽ là một đoạn đường đầy chông gai đối với các vận động viên. Các bạn thân mến, như vậy 12 giờ 10 phút thì đoàn đông của cuộc đua đã về đến đích tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trên đường Hùng Vương. Một pha nước rút của hơn 50 tay đua, một chiếc áo trắng. Như vậy là đội Anh của đội Mexico Đồng Tháp 1 đã vượt lên dẫn trước và về thứ nhì là Lê Văn Duẩn của bảo vệ thực vật Sài Gòn 1. Với kết quả này, áo vàng có chung trong top đông vẫn sẽ thuộc về Bùi Minh Thụy của ADC truyền hình Vĩnh Long. Thành tích của đội Anh ở chặng này là 5 giờ 12 phút 9 giây, đạt tốc độ trung bình 34 km một giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tường thuật cúp truyền hình lần thứ 22 của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng đây. Cảm ơn.